볼게. 왜 났어 저거? Hi, xin chào các bạn. Tôi đang ở thành phố Sapa, một trong những thành phố sương mờ đẹp nhất Việt Nam. Nên trên đây các bạn chắc hẳn là ở thành phố Sapa, các bạn sẽ nhắc đến Sapa, các bạn sẽ nhớ đến ngay một điều, đó là bộ phim rất nổi tiếng, đó là Vợ Chồng Ma Phủ. Chính vì thế mà tôi lên đây ngày hôm nay. Tôi nên rất nhiều người đẹp ở bên xung quanh tôi. Đấy là một điều tôi rất thích. Các bạn thân mến. Các bạn thân mến, sau đây tôi lên đây với tôi nên không phải tôi lên. Nên đây tôi, mục đích chính của tôi là đi tìm cô gái hơm mông bên bếp lửa và chàng trai mặt trời. Đây không phải quen gây hơm mông rồi. Đây vâng, xin mời theo tôi, không biết là cô gái hơm mông đâu nhỉ? Cô gái đang hơ mông bên bếp lửa để theo thùa đan đó, nhưng mà không phải, chưa thấy mấy chàng trai mường tè đâu cả. Chàng trai mường tè đâu nhỉ? Đây tất cả đây là những cô gái hơ mông đang bên bếp lửa đây. Còn chàng trai mường tè đâu nhỉ? Tôi chưa nhìn thấy chàng trai mường tè đâu cả, không thấy chàng trai mường tè. Chàng trai mường tè đang đu đang đánh đu đấy. Chàng trai đu kìa, đến đu kìa, mường tè đang đánh đu. Thôi tôi lên cái công viên Hàm Rồng. Nếu mà ai mà tiếp theo tôi cứ đi lên, ok. Cứ quay nhá, hay là tắt đi. Tới tôi.